Rồi, hello anh em ha. Hôm nay là sáng thứ bảy ngày 23 tháng 7. Chúc anh em một buổi sáng cuối tuần thật nhiều niềm vui nha anh em ơi. Sáng nay thì em quay lên cho anh em xem một top cháp nữa nha. Tới 30 mấy con lận nha anh em. Đó, bầy này đầu tiên 11 con nha anh em. Chống mái đầy đủ luôn ha. Cà mái khi mà rớt trứng là chặn lớn ký nha anh em. 2,2 tới 2,3 một con lận á. Chống thì 3,2, 3,3 nha. Đó, anh em nhìn form gà thì anh em cũng thấy rồi ha, lớn ký nha anh em. Con này em đang cho mẹ nó dắt luôn á. Đây là kết quả gia công của thằng bạn em đây, thủ phụ gà luôn nha, ở Gia Kiệm luôn đó, ở Quang Trung Gia Kiệm nha anh em. 67 về cái cách nuôi gà với chuồng trại á, là anh em thấy cái hình thức nào mà mình cảm giác là mình nuôi có hiệu quả thì mình cứ làm ha. Em thì kết quả cuối cùng của em là chỉ quan trọng nhất là làm sao gà ra tốt chuẩn cho em là ok rồi. Nhưng mà em thấy cái hình thức mà bạn em nuôi như vậy rất là tốt luôn. Con gà mái nó có cái thời gian mà khi nó đẻ, nó ấp trứng, nó nuôi con, nó có thời gian nó nghỉ. Gà nó rất là khỏe ha. Và nó có được cái nết của con gà mẹ nữa ha. Đó, bầy này bầy thứ hai nha. Bầy này 9 con nha anh em. Đó, anh em muốn bắt chống mái làm sao để cảm độ cho được á, không có bị trùng huyết á, thì em bắt cho ha, em lựa ra gà cho anh em ha. Bầy này bầy kia mỗi con ghép vô thì nó không có bị trùng huyết ha. Đó, dáng vọc 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 không anh em, chạy cui cui luôn á, chặn lớn ký nha. Con này toàn là gà lớn ký không á. Năm nay là trào lưu gà lớn ký nên em cũng đổ theo cái trào lưu là gà lớn ký luôn. Đó, chống 3 ký, 3,2, 3,3 độ lên không á. Mấy con này thì anh em cứ quay lại nuôi thôi ha, cũng đơn giản, cũng không có khó khăn gì đâu. Ai biết nuôi gà thôi là bỏ mấy con gà này vô nuôi cũng được. Bên em mà có kể cả cái chị kế toán ở dưới Bình Thuận chỉ còn gia công được thì anh em biết là mình sao rồi ha. Anh em nào mình ít vốn đó, mình bắt những con gà này đầu tiên mình nuôi lớn lên ha, lớn lên lựa chọn ra rồi gia công cho em cũng vẫn nhận lại nha. Bao nhiêu gà con ra của cái top đó em thu lại hết cho, hoặc là anh em nuôi lớn lên rồi anh em giao lại cho em cũng được luôn nha. Em lấy hết toàn bộ cho anh em. Đó, không phải ngại cái chuyện đó. Rồi, bầy này bầy thứ ba nha. Bầy này 11 con nha anh em, có 3 con giáp đỏ nha. Đó, dáng giáp cũng ok quá trời luôn. Nó nuôi đạt. Này thằng bạn em nuôi rất là đạt luôn. Anh em thấy gà thì anh em cũng thấy được ha. Chiều nay có thêm mười mấy con gà ở dưới Bến Tre đó nha, của anh Thuấn Bến Tre nữa đó. Em đang đợi gà về đây. Có tầm chiều nay á là em soạn gà em giao cho anh em được rồi ha. Giờ thì em đang ở Vũng Tàu, đang đi du lịch, nhưng mà cũng tranh thủ quay clip làm clip cho anh em xem cuối tuần cho nó có cái khí thế chút ha. Rồi, ai comment thì alo em ha. Rồi, chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ nha, và một ngày chủ nhật đại thắng.